Nhiều lần tác nghiệp tại các sự kiện lớn ở Việt Nam, như nhà báo Takayuki Toshihiro, trưởng văn phòng đại diện hãng tin Kyodo của Nhật Bản tại Bangkok cho rằng đây là chuyến đi vất vả nhất. Những bất kỳ diễn biến nào xảy ra gần khu vực giàn khoan 981, ông Toshihiro đều có mặt kịp thời để ghi nhận. Trước khi đến đây thì tôi cũng đã nghe nhiều thông tin về diễn biến vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 rồi. Khi đến nơi, tôi thấy Trung Quốc phô trương khá nhiều sức mạnh quân sự của họ. Và đây thật sự không phải là cách làm tốt để giải quyết vấn đề. Một không khí bận rộn khẩn trương trên con tàu cảnh sát biển 4032 trên hành trình trở về đất liền. Để có những tin tức kịp thời, các phóng viên quốc tế đã tận dụng mọi lúc để tác nghiệp. Những hình ảnh ghi lại được sẽ là bằng chứng rõ ràng nhất, phản biện lại những sai trái của Trung Quốc trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Với những hình ảnh mà và những cái phóng sự mà các hãng thông tấn nước ngoài chuyển đi thì độc giả nước ngoài sẽ hiểu rõ hơn thực chất vấn đề là ai vi phạm chủ quyền của ai và những hành động và ai là đang là phía vi phạm luật biển và công ước biển quốc tế 582. Có mặt tại điểm đóng trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, tận mắt chứng kiến thái độ bất hợp tác và sự đeo bám của lực lượng phía Trung Quốc suốt những ngày qua, những phóng viên nước ngoài cũng đã hiểu được sự kiềm chế của phía Việt Nam khi nỗ lực sử dụng các biện pháp hòa bình được quy định bởi luật pháp quốc tế. Trải nghiệm mà người phóng viên người ta thực sự nhìn thấy ở trong cái vùng tranh chấp này như nào, Trung Quốc đã hiện diện trên vùng biển của Việt Nam như thế nào và Việt Nam là đang cố gắng với cái lực lượng ít ỏi. Đây là một cơ hội rất là tốt để phóng viên có thể ra tận nơi để chứng kiến được những cái sự vụ đang diễn ra và để có thể đưa thông tin về kịp thời đối với độc giả đang rất là quan tâm đến những cái sự việc như thế này. Trăm nghe không bằng một thấy, những giờ phút tác nghiệp ở khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép cũng thực sự có ý nghĩa quan trọng với các phóng viên nước ngoài trong bối cảnh còn nhiều thông tin trái chiều. Đó sẽ là những tư liệu chân thực nhất, truyền tải thông tin mạnh mẽ nhất tới cộng đồng quốc tế về những hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc.